mua cái gì? Cái gì? Hỏi mua cái gì? Cái gì mua cái sao? Mua cái gì? Trời, tự nhiên đang ngồi ăn yến kia mày mua cái gì tao mua cho mày là sao? Thần à, mua bàn thờ ông thần tài hả? Mua ông thần tài để làm gì? Cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Hello, chào quý vị khán giả. Chào bà con cô bác. Bà con cô bác coi ấm sang nhiều chuyện kìa. Cái gì ạ? Nó nhiều chuyện lắm á. Tám sang hay tám lọt? Tám sang mà tám lọt thì ba thuốc chuột. Tám lọt con của bà Trấn. Tám lọt con của bà Trấn. Con của bà Trấn sao ta? Gì giờ ra hoài vậy? Ăn không mà em lau miệng. Ba lau miệng nãy giờ mới tắm đầu. Uống nước ngọt chưa? Mà uống nước ngọt. Tao mày giao quả mình mua đi. Cái này tao đem về tao để tao xài. Rồi, uống nước, tao đưa nước ngọt đem về xài. Tao uống, tao để xài. Sao chị á? Thấy rồi nha. Con thấy rồi nha. Uống trộn quá, uống hàng quá bây giờ đó. Ai biểu nó ghét không? Con thấy rồi nha. Chị đẹp, con nghiến, con nghiến, đẹp miếng quá. Gọi đi, nội con đi. Hello, xin chào quý vị khán giả. Con mẹ ngồi em tại chỗ rồi lấy nó công an lại, công an nó bắt bây giờ. Tao không sợ, kêu vô đi. Chắc chúng là nó bắn cái đùng bây giờ. Cái gì? Bắn chết đỏ. Bắn rồi. Tạm biết. Ăn chừa nước lèo không mà. Nãy em húp miếng nước lèo luôn đi. Không. Dạ miếng nè. Không. Rồi. Mày mua bữa nay mày mua bình đánh dở quá, hẹn gì bà lão gia không ăn là phải rồi. Không, cha chỉ vô cái tiệm của chùa đen á. Tao chỉ, tao có con đường tao bán. Mày thấy người đẹp mày. Rồi, cái này chị đẹp. Ngồi ăn. Cái này, yến này có nhân sâm, có thấu tàu, thịt tâm tạng, rồi thịt bát giới đó. Nè, thấy rõ ràng không? Thấy không? Cái này cái gì? Hả? Cái này tiên đơn. Đúng rồi, sống trăm năm. Ủa cùi nó trời trời. Nè, ăn đi, nó mới vừa làm xong á. Này là nhân sâm ở... Để ta ăn muỗng đâu. Trời ơi, chứ chết. Nè, này yến nè. Yến nó mới làm gì á? Yến ta mới làm mà để lạnh làm gì, nó đâu ăn lạnh. Lạnh nó mới ăn, mới đã. Tối ngày đồ ăn lạnh, 80-81 tuổi không có răng mà tối ngày đồ ăn lạnh. Hả à, răng ơi, coi còn răng không? Kêu mới chồng cho 36 cái răng rồi đồ ăn đá hoài. Bữa nay có đem đây bằng răng không? Dạ. Đồ dính đùm lum vậy? Ăn đầu mà không dính, biết ăn cả không nhát. Rồi tháo cái cửa đi. Giờ biết tao đi tháo. Mới chỉnh con ngủ để mở cái nắp. Chắc chắc chắc. Cầm chết rồi để người ta mở. Cầm đâu vậy? Mở cái này vậy không được hả? Trời ơi, mở rồi, mở không cũng trội lựu đạn luôn, thiệt tình luôn. Cầm chết rồi, cầm hai tay. Tay rồi. Gì cười, cười trời, mở hủy luôn. Tay cũng không mở được. Thì mà bởi vậy con mới kêu má cầm giùm cho con. Chắc nha. Rồi, xong. Có mượn cái muỗng hay cần? Hả? Cái muỗng cho bà nội ăn yến nè. Này hủ. Ăn trứng hủ mày ơi. Không, bác sĩ nói ăn được 5 hủ. Chết cha, nó đổ nước vô trong cái điện thoại tao rồi xong.
Chưa rồi. Rồi hư cái điện độ người ta luôn còn nói không chưa nữa. Đúng rồi, ghê thiệt đó. Ngon rồi à, nước rồi à. Bác sĩ kêu ăn hết đúng 5 mẫu. Rồi sau đó vô gặp bác sĩ luôn. À, đây hũ nè. Ba hũ nè. Bốn hũ, 5 hũ. 5 hũ. Ăn hết 5 hũ vô gặp bác sĩ. Giờ mày 1 hũ, mày 2 hũ. Vợ mày 2 hũ, tao 1 hũ. Ủa dụng gì kìa? Dạ. Cái này bác sĩ dặn là phải ăn liền 5 hũ, sau đó vô bác sĩ rồi ta lễ nước biển sẵn kìa chứ oxy luôn. Tại vì tám thang tám lọt giết bà già nó. Chị giết. Rồi người ta cho ăn yến ngủ rồi đi cho anh này vô cống nè. Nếu ăn 5 hũ thì nó giết bà già nó. Này của mấy hàng mua chứ không phải con mua đâu mà lỗ lộ. Cái ca nào xin hòm, hello xin chào cả nhà. Bữa nay bán ế gần chết luôn á. Bà lão quốc gia lên quậy từ sớm tới giờ đâu có bán, không có bán buồn gì đâu. Bây giờ ba đứng trước cửa bà nói nha. Cho tụi bay bán buồn nè, tụi bay bán buồn phải có hỏi xin phép không? Ồ, đó. Bữa nay nè, đóng hàng có trời luôn mà, có bán buồn gì đâu. Đây, nè, đây, nó đèn cho liền, đó. Đây, ăn quá rồi lắm. Giang hồ đại thượng lên phá họ bán luôn đó, quậy quá trời quậy luôn. Bà nội chào 400 người đang xem đi bà nội. Chào khán giả rồi, ta chào khán giả, ta kêu má nè. Chào 400 người đang xem. 400 người. 4 triệu. 4 triệu người. 4 triệu người. 4 triệu người. 5 triệu. Nè, ý ngon. Ý ngon. À, hôm nãy cho ăn Quỳnh Thánh uống này dở, uống trưa này họ uống ăn ngon, ngon. Trời ơi, đúng là bà già bà gai thiệt. Ăn cái này mới ngon. Ăn cái này mới ngon, biết lựa đó. Trời, ăn yến đâu phải uống thuốc lắc đâu, ngồi dịp dò trời. Trời ơi, nó có ăn yến mà còn ngồi dịp dò nữa. Làm như uống thuốc lắc chứ không bằng. Ăn ngay. Ăn mày để dành nó ăn từ từ mày. Không có, bác sĩ kêu ăn lần 5 hũ. Mày ăn đi, mày ăn 10 hũ. Chia sẻ video cả nhà. Bà già của tám lọt là bà già lụ đạn á, để ăn con lụ đạn á là biểu diễn cho ăn lần lúc 5 hũ cho con. Mới ăn nguyên thố Bình Thánh. Đây, tay lên đèn hết trơn nè. Bác tại trận luôn ăn nguyên thố Bình Thánh vừa hết rồi. Chỉ ba cục rồi khán giả ơi. Có gì ba cục? Có ba cục Quỳnh Thánh nè. Đây, yến nè nó. À, má thấy cái đỏ đỏ là cái gì không? Coi chừng thuốc độc. Coi chừng thuốc độc á. Chơi luôn. Chơi luôn hả? Thuốc độc mà ngồi chơi luôn. Trời ơi. Ủa đẹp. Ăn xong rồi biết lấy về để làm gì không? Không biết lấy hũ này về làm gì không? Đựng văn giả. Đúng không? Ngâm văn giả vô đây. Giác hơi người ta. Vụ gì mà quậy quậy giác hơi người ta là sao trời. Ngon. Ngon. Ok. Ăn yến nha. Chị đẹp. Chị đẹp ăn yến chứ không phải chị đẹp uống thuốc lắc mà chị đẹp ngồi nhịp giò nhúng nhúng hoài. Thấy khán giả người ta đang coi kìa, đừng có. Thiệt. Nè quay mặt rồi dầm khán giả kìa, người ta 4 triệu người, người ta trong cái TV trong đó. Vậy nhà chị đẹp mở TV lên coi coi có phải chị đẹp đang ở đây không? Chưa có quay liền đâu. Sao chưa có quay liền đâu là sao? Chưa có lên truyền hình đâu. Đang lên phát trực tiếp luôn á, chứ ở đó không chưa có lên truyền hình đâu. Trời ơi, thấy không cả nhà? Mua cái gì? Cái gì? Hỏi mua cái gì? Cái gì mua cái sao? Mua cái gì trời, tự nhiên đang ngồi ăn yến kia mày đi mua cái gì tao mua cho mày là sao? Mua cái thần tài thần à, mua bàn thờ ông thần tài hả? Ông thần tài. Mua ông thần tài để làm gì? Thờ cho ông thần tài để chi? Thờ coi chừng ta lấy của mày.
lấy cho lấy luôn cái mắt gì nữa là phải giữ mà thợ chi thôi là ha đang nói tự nhiên nó quay quấn nẻn trời với tao khỏi tốn tiền ta đang hỏi nó nghe nè chị nè từ hết sức bình tĩnh coi chừng mắt hẹn đó hay không này mày thuốc tao tự nhiên trong này có sẵn cái này mày thuốc tao trời ơi củ nhân sâm của người ta mà chặt ra nhân sâm á mà chặt á chặt phải tết lấy chặt á không có sỉ đâu à chặt cái này không có sỉ đâu không có chết đâu là nó sợ à ngọt cắn lại đó thấy không ngọt cắn đó mày cắn mày miệng à tao rồi ngọt cắn ngọt ngọt sực luôn à rồi nè còn mấy miếng sâm dưới nè chua vết nó mày thuốc tao trời ơi vô quan thiệt rồi ổ thứ hai ở này ăn xong rồi bán hàng giùm tôi bán ấy rồi từ nãy giờ tôi có ai mua cao cho bớt đâu lo tôi quậy được triệu giờ cầm để mở ra à mở vô đó đi mày cầm không muốn đó làm với lên không mẹ ăn nấu nhổ gâu bây giờ đó để cái cọng gâu ý nghĩa không kìa hả no. Trời ơi nói tiếng Anh luôn no. No. Trời ơi, chua hại. Bà mũ nữa đây nè. Yến Thiện nè, có nè, táo tàu nhân tâm nè. Trời biết trời, đừng nghe thầy luôn nữa, ông ơi. Trời, bác sĩ kêu ăn hết, năm hũ. No. Ăn xong vô gặp bác sĩ. Mày gặp đi, tao không gặp bác sĩ. Đây đại biểu quốc hội ngõ là thành lạ cái gì vậy đó có tên bà chánh đàng hoàng nghe nghe đứa nào nghe điện thoại chứ chị Trúc á rồi có tên đàng hoàng á ở này ăn phải không vậy bà bỏ hả chị? Chùi miệng à? Chùi quá, nắm giấy à? À, chùi miệng nè. Để nói chính với cọng dâu hả, ra ngoài xuống bắt à. Để cọng dâu thấy ghét rồi, thấy không? À, nhổ dâu à? Mà. Nè. Tao đi. Hát đi. Hát đi mày ơi. Hát bài gì? Tao không có biết hát. Hát không? Không. Ôi, ăn rồi. Mày đổ thừa tao. Ăn theo nó nghe nó kêu tiểu lệnh vậy cái cho mấy nước đi tài lũ à nước tài lũ à tiện hỏi tầm sủi đi sủi là sao mẹ mấy nghe thôi mày đừng mày đặt nó tiếng tàu dịch vui chi xà ngon cỏ này cỏ tăng à thích tháng người ta được rồi nói được cỏ tài hoàng cỏ tài hoàng rồi rồi nè nước nè mẹ tao uống đây ở uống đi quậy vậy ai quậy đâu gọi này không ăn phải không không em về ủa sao nãy không ăn đem bỏ mà ok này dùng gác luôn tụi bắt ra nó không nhân sâm hả này hả đỏ liễu cái tụi à rồi nha gì nhậu sai đi là sao đều sai hả nghe nói nhậu sai đi trời ơi rồi nhậu đi dẫm đi quá quá dẫm mà mạnh nó nhậu chịu chịu quá quá dẫm không nằm bóng luôn á tiến tiến gì tự nhiên nói người ta khùng rồi trời ôi rồi cái này đổ luôn ha cái này không ăn không uống đúng không mày uống đi đem đi dỗ mày không
đỡ mày uống đi. Ai vừa hút đây làm sao? Cảm ơn. Bây giờ nè, còn cái này nè, này của tôi thấy con má nè. Nè, bà làm chiên. Ăn chiên gì kỳ vậy? Quay lan chiên của người ta, ôi kỳ, cầm đi, nó không có nổ đâu, đừng có sợ. Cái này nó mới nổ. Cái này lên đi, cái này á, lại lại tao này chậu. Một bộ nha trắng đây nè. Cái này tao tàu. Rồi để lột cho ăn thử nha. Ôi, ăn. Bữa này. Bữa này. Bánh tít đá. Đọc đi. Này đá này đập đá. Ồ, trời ơi bà già buôn bán đá. Đây kêu ai mất. Ôi trời ơi. Cái này á. Cái này á kia mà má mà ăn táo đào, cái này táo đào đúng không? Chị lên. Chị lên táo đào này nè. Đúng không? Má lấy má đi. Ngồi chỉ là ngoài cho. Không có giỡn nữa. Rồi nghe nó ra đàng hoàng. Rồi chỉ cho. Rồi. Hôm nay mình gọi cái gì? Nói tiếng gì à? Cái táo tàu nè. Buổi sáng má lấy ra một chiên. Đúng không? Rồi má để lên tay trái. Chiên để lên tay trái. Đó là cầm chiên tay trái, cầm chiên tay phải là hai chiên. Buổi sáng á, tay này quăng lên, tay này quăng lên, rồi hãy qua tay này chụp. Cái gì ôi là sao? Quăng quăng qua quăng lại và chụp, sau đó mới để hai viên táo tàu quăng bên. Xong má mới mở cái hộp này nè, má thấy cái này gì trong đó không? Không biết làm sao mà. Cái này là đá. Rồi sau đó thì má mở cái hộp đá này ra, má lấy cái dĩa má để lên. Má lấy cái chạy em tiêu má đâm ra cho nó nhuyễn. Má lấy cái máy cái xếp ra, bút cái bài nhạc gáp mở đùng đùng lên. Xong rồi má dứt cái này má hít kê cái mũi lên hít. Má xong rồi lấy cái táo tàu của má nhai là nó lên trời, lên mày lên nóc nhà. Nhà lên nóc nhà là bắt con gà tự nhiên ca đã tự nhiên chỉ nó khùng quá mày ơi lên sao rồi đó này này bộ cổ này khoai lang chiên này mỗi lần đi ngủ sáng ngủ dậy chắc miếng khoai lang chiên. Ủa má hỏi khán giả ở này phải làm cho anh kia. Này má cầm má hỏi người ta đi. Khán giả đang xem mà hỏi này phải làm kia không? Còn nó giống không? À, má hỏi khán giả đi. Hỏi khán giả đi phải làm kia không? Không phải làm kia mà. Cái này à, chuối chiên. Cái gì chuối chiên? Phải làm kia không? Phải làm kia, chuối chiên. Rồi, vậy bỏ vô ha. Bỏ vô đây. À, sáng mà má giúp cái này, má mở nhạc, má nhớ là cái mấy góc nào yên tĩnh nha, đừng ngồi ngoài đường công an là bắt anh chịu nha. Tao không có làm cái nhà đó đâu. Không làm gì này nè. Thầy qua thầy đó, tao không làm đâu. Như vậy nó mới lên mây. Cho mày lên mây đi. Thiệt chứ bụ. Mày lên mây mày đi kiếm ba mày đi. Mày kêu mày lên mây mày đi kiếm ba mày đi là sao? Thầy mày lên mây mày đi kiếm ổng. Trời ơi, nghĩ sao kêu đi kiếm mà. Người đẹp của má mà, người yêu của má mới không đi kiếm nha, coi chứ không đi kiếm. Tao không người yêu gì hết á. Trời ơi, không người yêu mà nó đẻ ra 8 đứa con. Trời, 8 đứa, 8 đứa mày lên trận mày kiếm ổng chứ. Chưa bỏ, chưa tính bỏ ông Đạt nữa kìa mày là 9 đứa. Mày đi. Trời ơi, nó không yêu. Lát con chạy xuống dưới nha, tôi mở cửa, mở cửa cửa ngục á, tôi nói nha. Ông bà, ông bà, bà tránh mà nó hồ bà không yêu ông rồi. Ông lên mây rồi, còn mày chưa lên á. Chỗ này sao? Này không ăn rồi đem về à? Dạ ăn không hay là đem về ăn đem hủ nữa đúng không? Không, đại rồi về đem về luôn đúng không? Về chào khán giả đi. Ủa chỉ nữa kìa, chỉ nữa kìa, nó hôn tập hẹn chỉ nữa là thấy cái chỉ nè, đó, đó đi. Tiền, cái này trong này tiền, có bao lì xì dở ra tiền. Tiền, 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 tiền. Cái vỏ không. Đâu coi kỹ là mấy hũ
nè, con kỹ rồi nè, con bán hũ trong đó. Mày ăn cắp hũ rồi đó. Ăn cắp đâu, ăn cắp. Còn bốn hũ này. Đâu có hũ nào đâu. Còn hũ nữa. Nè, bỏ cho đi. Con kỹ rồi, má đếm lại, má bỏ xuống cho má đếm là coi. Để chỗ này bỏ đếm rồi. Bốn hũ này. Nè. Ba hũ à. Đây đây. Để qua bên, để qua bên, để qua bên đây. Ô đù. Ô đù. Ô đù. Mày muốn bỏ vô này. Mày mới bỏ vô nè, cái này gì vậy? Mày muốn bỏ này. Trời ơi, cười 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 kìa, thấy tiền cười cười. Ơi, thấy tiền cười cười kìa. Đếm đếm là còn nhiêu? Đếm là còn nhiêu? Chuyện ngàn trời trời, nghĩ sao ngàn trời. Móc cho nữa. Ủa, quá trời luôn, để lên đây đếm coi. Nhóc luôn kìa. Vô luôn, vô luôn. Vô luôn, cười luôn. Trời ơi, bốn hũ yến có bốn tờ năm xị và hai chai rồi. Đó, bốn xị này, mày nói quá. Cái gì bốn xị? Trời ơi, nghĩ sao có đây bốn xị. Này nhiêu? 1, 2, 3, 4 à. Bốn tờ gì nói hũ bốn xị. Mày hơi 5 xị. Tờ này nói nhiêu? Ôi, tờ đó mày xài đi. Tờ này nó của người ta bao nhiêu? Bốn tờ bỏ nhớ chị. Còn hỏi má bốn tờ mấy chị? Bốn tờ hai chai. Hai tỏi. Ok. Không, không, bỏ túi đi ngồi chứ. Bỏ cái này túi này ra. Con ơi, chở bà nội vậy kìa con ơi. Ai? Rước có từng ai mà lấy tiền đâu nè, bỏ vô nè. Mở đây bên đây nào coi. Wow, vô à. Gì đồ chứ. Chia chứ. Trả về cho tiền xe. Trả tiền xe gì nữa, trả tiền xe trời. Thằng nào lấy tiền xe? Nó chạy xe cấp cứu em bên lăng mà lấy tiền xe. Rồi con. Rồi cầm đi nè. Chạy đó chỗ này mày. Rồi nè. Mệt. Rồi, chào khán giả đi. Nói bay khán giả kìa. Chào bà con cô bác kìa. Vậy ngồi xuống đi. Chào quý vị khán giả nha. Bye bye, bye bye. Nào cho bé không lắc á, nào cho bé không lắc á, nào cho bé không lắc á. Tụi nhảy đỡ, tổ thù. Đẹp gì? Thôi thôi, ngồi đi, ngồi đi. Rồi. Ông mẹ ơi. Này nè, này đem về để buồn buồn lấy mua vài lùng bia nhậu. Bỏ đây đưa chỗ này, cố khôn gì để mấy nhỏ, đưa gì cũng cái bỏ lại. Bỏ đây. Bỏ cho tao đi. Sợ luôn. Thôi. Cái đó không bỏ đó. Thôi đây nha, để tôi bán buồn sáng trời. Thôi nãy giờ bán mới quá. Lúc đó mẹ ngủ con nè. Lúc đó mà đóng. Vô đây ngồi nè. Thôi cường cỡ bà nội vậy mày. Trong cái vỏ còn tiền cổng đó nha cường. À, đây, đây trở lại với đốc hàng của Giang nha các nhà. Đừng có cho cường một tiền nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả. Đừng quên cho một like nha các nhà. Bấm tiền nha các nhà.